Hôm nay Anil Plaza sẽ chia sẻ cho bạn một sản phẩm giấy siêu đỉnh, đó là giấy double đến từ Thái Lan, kích thước khổ giấy ngang 210mm, dọc 297mm. Định lượng giấy dày 80g/sm, giấy dày, màu sắc trắng của giấy double A có chỉ số độ sáng CIE nằm trong khoảng từ 148 đến 151, tạo hiệu ứng tương phản cao khi in và đảm bảo khả năng chống phai màu. Giấy double A được sản xuất từ loại cây có hàm lượng chất xơ cao, lên đến 30 triệu sợi trên mỗi ream giấy. Điều này giúp ngăn trang giấy bám lại vào nhau, giúp quá trình in diễn ra suôn sẻ, không xảy ra tình trạng quẹt giấy. Đặc biệt giúp tiếp xúc mực tốt trên bề mặt giấy, tạo nét copy rõ ràng, đẹp mắt. Quy cách đủ 500 tờ ream, được đóng gói bao bì xanh, đẹp mắt và 500 ream thùng. Mình sẽ khui thùng cho cả nhà xem nhé. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 và 5. Nhìn thùng chắc chắn và đẹp mắt đúng không cả nhà? Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Nếu bạn có thắc mắc thì comment bên dưới mình sẽ giúp bạn nhé. À, bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh Anil Plaza mình nhé.